Vụ thu hoạch ngũ cốc quan trọng của Trung Quốc sụt giảm lần đầu tiên sau 5 năm. Các nhà phân tích cảnh báo, sản lượng ngũ cốc của Trung Quốc trong năm nay có vẻ không khả quan do năng suất mùa hè giảm và thời tiết khắc nghiệt hơn xuất hiện. Đặc biệt đáng lo ngại là vụ thu hoạch mùa thu chiếm 75% sản lượng ngũ cốc cả năm của Trung Quốc có nguy cơ mất mùa do thời tiết bất lợi. Trừ khi Trung Quốc gặp may vào mùa thu này và tránh thời tiết khắc nghiệt như nắng nóng và mưa quá nhiều, sản lượng ngũ cốc hàng năm mới có thể đạt được mục tiêu đề ra, theo South China Morning Post. Hua Shuixi, giáo sư kinh tế nông nghiệp từ Đại học Northwestern A&F cho biết, Trung Quốc đã phải đối mặt với những đợt thời tiết xấu hiếm thấy vào mùa hè này, kéo theo những rủi ro khác như hạn hán, lũ lụt và cây trồng kém phát triển. Các nhà khí tượng học trong nước và quốc tế cũng e ngại việc duy trì sản lượng ngũ cốc trong năm nay ở mức của năm ngoái sẽ khó khăn. Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho biết, bất chấp những nỗ lực ngày càng tăng nhằm đảm bảo khả năng tự cung tự cấp lương thực, sản lượng ngũ cốc mùa hè của Trung Quốc đã giảm 0,9%, chủ yếu do mưa kéo dài, gây thiệt hại cho lúa mì ở tỉnh Hà Nam ngay trước vụ thu hoạch. Tính đến năm ngoái, sản lượng ngũ cốc hàng năm của Trung Quốc vẫn ở mức trên 650 triệu tấn trong 8 năm liên tiếp. Trong bối cảnh bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng, Bắc Kinh đang chú trọng mạnh mẽ vào an ninh lương thực và đặt mục tiêu ít nhất là duy trì mức này và tăng lên 700 triệu tấn vào năm 2025. Nhưng vào mùa hè này, Trung Quốc đã ghi nhận nhiều ngày nhất có nhiệt độ từ 35 độ C trở lên kể từ ít nhất là năm 1961, theo Trung tâm Khí hậu Quốc gia cho hay. Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc đã cảnh báo hồi đầu tháng này rằng cây giống ở các vùng phía Bắc và miền Trung Trung Quốc có dấu hiệu tăng trưởng yếu do đợt nắng nóng kể từ cuối tháng trước gây ra những thách thức nghiêm trọng cho vụ thu. Các biện pháp khắc phục. Chu Chân, một nhà nghiên cứu từ Viện Di truyền và Sinh học Phát triển thuộc Viện Khoa học Trung Quốc cho biết, nhiệt độ khắc nghiệt dù quá thấp hay quá cao sẽ gây hại cho sự phát triển của cây trồng và dẫn đến năng suất kém. Mặc dù có thể giảm bớt hạn hán và lũ lụt nhưng không thể làm gì nhiều để giúp cây trồng chống lại nhiệt độ khắc nghiệt, ngoại trừ việc nhân giống những loài mới có khả năng chống chịu nóng hoặc lạnh tốt hơn, ông Chu Chân nói. Và về vấn đề này, đã có những thành tựu trong phòng thí nghiệm, nhưng để áp dụng rộng rãi thì còn cần thời gian. Ông Hua cho biết, Trung Quốc cần cải thiện việc dự báo các hình thái thời tiết và khí hậu để mọi người có thể chuẩn bị tốt hơn cho thời tiết khắc nghiệt. Ở Tiềm Tây, vốn là cơ sở sản xuất táo, nông dân vẫn chịu thua lỗ do dự báo không đủ kịp thời và chính xác. Theo kết quả cuộc khảo sát quốc gia đầu tiên về rủi ro thiên tai vào tháng 2, hơn 70% các thành phố với hơn một nửa dân số Trung Quốc nằm ở những khu vực được coi là có nguy cơ xảy ra thảm họa thiên nhiên tương đối cao. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.